Chào mừng anh chị đã đến với kênh của Avino Wine. Tết 2024 đã đến gần. Và để lựa chọn cho mình một chai whisky có giá trên 1 triệu đồng, em Hiếu sẽ lựa chọn ngay dòng Johnnie Walker Gold Label. Gold Label có thiết kế màu vàng óng ánh, sáng trọng, tượng trưng cho sự thịnh vượng. Gold Label đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá tại cuộc thi rượu mạnh ở San Francisco. Đây là một dòng whisky phối trộn từ các dòng whisky nổi tiếng và quý hiếm trong hầm rượu nhà Johnnie Walker. Nhiều người vẫn nói với nhau rằng chỉ cần mua một chai Gold Label là anh chỉ có thể cảm nhận được hết hương thơm của các loài khác trong hầm rượu nhà Johnnie Walker. Điều đặc biệt và cuốn hút người dùng khi thưởng thức Johnnie Walker đến từ độ sâu và nhiều tầng hương vị của nó. Ngay từ ngụm đầu tiên, anh chỉ có thể cảm thấy vị cay lan tỏa, kết hợp với hương vị nhẹ nhàng của trái cây, vị ngọt của mạch nha. Đặc biệt hơn nữa, trong hương vị của Gold Label, nổi bật với hương vị của khói ở trong vòm miệng rất độc đáo. Gold Label là một dòng whisky chất lượng và có thiết kế vỏ hộp rất sáng trọng, đẹp mắt. Ngoài việc thưởng thức thì Gold Label rất phù hợp để anh chị có thể làm quà tặng trong dịp Tết năm 2024. Và vừa rồi là chia sẻ của em Hiếu về dòng whisky trên 1 triệu đồng. Nếu anh chị muốn tìm hiểu thêm về các dòng vang hay các dòng whisky khác, em Hiếu mời anh chị xem thêm trên kênh YouTube hoặc liên hệ qua số hotline 0826 737 737 để đặt trước những phần quà hấp dẫn ưu đãi cho Tết Giáp Thìn năm 2024 tại Avino Wine. Và anh chị cùng đừng quên bấm đăng ký kênh của Avino Wine để xem thêm những video vào ngày mai.